Ngay lúc này không để cho sân khấu lắng động, xin quý vị hướng mắt trên sân khấu cùng chờ đón với tiếng hát của Ngọc Nữ Lô Tô, Tâm Thảo. Thank you.
lớn cho ngọc nữ Lưu Tô Tâm Thảo quý vị với nhạc phẩm được mang tên Thương Lắm Nhỉ, một sáng tác của Ngô Kỳ Vĩ. Quá hay. Trời quý ơi, vị. Cũng ép tìm. Là sao vậy? Cái ai mượn họ đó làm chi cho bự được vừa than, ta làm gì vừa thôi, rồi rồi cởi chiếc cam gì được rồi. Làm chi hả cái áo chật hả? À, tôi tưởng đó hồi xưa làm bự quá rồi giờ thở không nổi. Nghĩ đây.